luôn cả nhà. Hôm nay lạnh tê tái luôn các bạn. Hôm bữa thấy nắng huyền tưởng là nó ấm rồi ha, nhưng mà nó còn nói vài bữa lạnh nữa phải không anh? 20 độ từ có thể. Năm nay không hiểu sao mà lạnh dữ. Huyền với anh Hùng đi mua đồ ấm cho Alex thêm á các bạn, tại thấy trời lạnh quá, với lại đồ của Alex nó bận nó cũng ngắn hết rồi á, cho nên là hai đứa mình sẽ đi mua đồ ấm cho ảnh. Nè các bạn coi tuyết nè, nó không có rơi nữa ha các bạn, nó đóng vậy rồi phải không á? Đó. Nhưng mà ra ngoài hít thở không khí nó nhẹ lắm các bạn, đã lắm, giống như đang hút thuốc vậy không khói á. Thì tụi Huyền sẽ đi đây. Cái nhà này hôm bữa tụi Huyền nói nè các bạn, đăng bữa trước bữa sau bán mất tiêu rồi, mà bán phải đấu giá lên nữa đó, ngầu không, gần 1 triệu đô đó các bạn. Hôm bữa lúc nó đăng á là 7 triệu 7 á các bạn. Huyền với anh Hùng nói trời sao đăng hơi mắc. Tại vì cái lúc mà tụi Huyền định mua là nó chỉ đăng giá có 6 triệu 7 anh ha, 6 triệu 7 tiền Na Uy nha các bạn. Nhưng mà lúc đó đăng lâu lắm mà không ai mua hết các bạn. Bây giờ nó cũng hên, nó đăng xong ngay thời điểm mà người ta thích á, đúng cái gu của người ta, cho nên là người ta đấu giá lên người ta mua các bạn. Đấu giá hơn 8 triệu ha, nhưng mà tiền giấy tờ đồ luôn á là khoảng khoảng 8 triệu 2, 8 triệu 3 các bạn. Mùa này siêu thị nó cũng ít người đi lắm. Mấy cái đèn đẹp đó hả? Đó. Tụi Huyền sẽ đi vô lấy sách trong cái tiệm sách. Vô đây hả? Mình sẽ vô đây lấy sách cái nha. Phải tắt điện thoại để coi cái cù đe mình đặt. Đó, bây giờ anh mua cái loại nào? Em thấy cái loại này hay là cái loại này? Đây. Lạnh lắm rồi. Cái này nè, cái này em thấy lông nó đẹp nè. Nó ở trong nó mềm á. 500 hả? Sao đến 300? Nó còn 300 nó giảm á. Còn cái này. Cái đó anh coi cái bảng giá ở dưới. Đó. Không biết nữa, để coi coi. Đây là loại này. Con nít ở đây mang mùa đông mang giày nó hao lắm các bạn. Với lại mua hổng gà là 3-4 đôi luôn á. Mình phải mang vớ giày cho nó nữa. Đó anh coi cái loại nào. Anh nghĩ cái đây này ngon nhất nè. Cái đó thì lấy số 31 cho nó đi. 31 luôn nè. Cái đó số 31 á, đúng rồi đó. Cái loại này nè. Cao vậy. Nhưng mà cao, nhưng mà em thấy nó mềm á, nó có để vân tết á. Huyền với anh Hùng mới đi siêu thị mua giày da lát xong rồi sẵn ghé rước da lát về luôn á các bạn. Hôm nay lát ở trong trường chơi sao á, mà chơi thế nào nó mà chảy máu mũi. Cô giáo mới nói nè, con chơi sao con kể đây. Trời ơi, lát kìa. Lát cái miếng nặng á, đuổi ngồi lên, đuổi có chiếc cao quá, không bay ra ngoài luôn, bay ra ngoài luôn, chiếc xe á, chiếc xe ở ngoài kia, ai biết là cái xe mà, nó bị sao nó bay vô lại máu, trời nguy hiểm dữ, người ấy nằm này, vậy đó hả? À, muốn làm cái con mà. Con làm đi. Các bạn biết không, hồi lúc Huyền sanh Alex đó, tới Alex 1 tuổi rưỡi luôn mà Alex không có nói chuyện các bạn. Alex ú ớ à. Cái Huyền với anh Hùng mới sợ nó bị câm. Giống như là thấy nó chậm nói quá. Cái Huyền với anh Hùng nói trời không biết nó có bị câm không á. Mà tới chừng bây giờ ảnh nói chuyện quá trời nói luôn, nói thì mình nghe mình mệt luôn á. Cười. Nghe nó cười. Cái này cái gì vậy? Này Hùng mới lột mấy trái lựu ra. À lấy khoái lắm. Nhai nuốt hột luôn con đâu sao đâu. Hột giòn mà. Ăn hột tốt xương. Hiểu nói ăn hột cho tốt xương nữa.
Ngon không? Quá ngon. Huyền đang nấu mì spaghetti cho Alex với lại anh Hùng ăn. Nè nhỏ. Nhỏ. Sao mà không thấy ăn hộp? Lát là nhỏ, lát chưa có răng. Sao? Sao mà? Đi lại. Lát chưa có một răng. Sao vậy? Nó bằng miệng rồi hả? Dạ, tay rất còn nhỏ mà. Không cần ra lấy nói. Đây nè, ngon chưa? Mấy cái món ngon như vậy á mà anh Hùng anh không có ăn. Có mình nói mình ăn à. Còn mà ba tê thịt nguội á, anh cũng ăn, anh thấy da heo rồi anh mới ăn. Nếu mà Huyền cắt cục cục gì thì anh không ăn ha. Nhưng nếu mà Huyền cắt mỏng mỏng ra, nhét bánh mì rồi á, có muối tiêu với lại dưa chua đó thì ổng ăn, còn như vậy là ổng không ăn. Ngon lắm luôn, giòn sực sực luôn á. Nếu các chị nào mà không có thích ăn quá giòn ha thì các chị bớt cái phần da lại. Ví dụ như cái này Huyền làm 5 năm thì các chị có thể làm 7, 7, 3. Cái phần da ít lại rồi cái hem mình tăng lên á. Đó. Đó, còn mà ai thích ăn da nhiều để mà nó giòn sực sực á thì như Huyền nè ha, 5 năm á, nửa cái này nửa cái kia ngon. Thì theo như yêu cầu của anh Hùng, hôm nay Huyền sẽ làm chuối chiên ăn. Tự nhiên anh Hùng mới nói anh thèm chuối chiên à. Thì sẵn Huyền có mấy trái chuối nó cũng chín ha. Đó, thì sẽ pha bột chiên nhé. Thèm chuối chiên này, lâu lắm mà không ăn ha. Hôm nay em quậy bột ít thôi à. Ăn có con chuối vậy? Làm đủ mấy cái, 4 ba ba bốn cái thôi. Coi coi nó có ngon hay không? Chắc chưa gì hết, ta lấy trộn trái ăn này. Đó, lấy khảo chuối đó. Cho các bạn coi cái cửa kính Huyền đẹp không? Lạnh đó các bạn, ok, kính ở đây thì nó làm hai lớp không ha. Các bạn coi ở ngoài nó đóng nè. Đó, đóng mông ha. Đẹp chưa? Nó sôi rồi, để mình thử nha các bạn. Đây nè. Nên mình chỉ làm mà anh Hùng anh thích ăn á. Tự nhiên ổng thèm á thì mình làm thử ha. Đó. Cái miếng đầu tiên chuối nó chín quá các bạn. Rồi ép nó hơi mỏng á, cái nó bị giống như bị bể á. Giờ làm thử miếng này ép hơi dày hơn chút xíu. Đó. Ủa, các bạn coi nó cũng phình lên nè. Nhà Huyền hết bột gạo, Huyền chế bột các bạn mà cũng được các cái bột. Ôi, thành công đó nha. Cái này nó cứng rồi, mình sẽ lấy ra mình nhúng bột một lần nữa nha các bạn. Đó, cho nó vô tô bột nè. Xong rồi mình sẽ cho nó vô lại. Ở nhà còn ba trái chuối mà nó chín quá đó, cho nên là khi mình ép ra cái nó hơi bẫy. Cho các bạn coi đây. Ồ, giòn khấu luôn á nha. Wow, đã không? Nãy đáng lẽ còn bỏ mè đen nữa, nhưng mà tại vì mình làm thử á, cho nên mình làm đại vậy thôi, chứ mình không có bỏ cho nó đầy đủ nguyên liệu. Trời, lâu lắm Huyền mới làm lại chuối chiên nè các bạn. Nhưng vẫn chưa có lục ngò nữa. Alex. Ngon lắm luôn nha. Lâu lắm rồi mới làm lại chuối chiên đó. Nhờ anh Hùng nói thèm á. Đó thì ở nhà hết bột gạo này kia ha. Màu Huyền pha đại á. Được chưa? Test thử bên trong cho các bạn xem nha. Đó. Ngon không nè? Cái này Huyền chiên, Huyền lo ép cái chuối, cái đó hơi bị cháy cháy một chút ha. Wow, wow. Xe.
Ngon chưa? Thôi gì bánh chú chiên Việt Nam ha. Dạ. Em biết thế nào cũng có các chị sẽ kêu em chia sẻ công thức đi nè. Rồi, ngon ha. Chưa? Đó anh ăn này đi. Để mình xé ra thêm cái để cho các bạn xem nha. Chuối chiên là phải ở trong nó bọng như vậy ha các bạn. Giòn quá hả? Trời ơi, chuối nó chín thiệt chín cho nên nó ngọt kinh khủng luôn á, nhưng mà nó hơi khó chiên chút. Ngon quá. Chưa? Em no luôn á. Tự nhiên sao mà ổng nói ổng thèm chuối chiên không hiểu nữa. Không ngờ cũng ngon quá ha. Quá ngon luôn nè, để mình cho các bạn coi nè. Chuối chiên là phải trong bọng gì ha, thì nó mới không có ngấm dầu các bạn. Thì ở Việt Nam mình về đó chơi mình thường đi mua chuối chiên mình ăn lắm. Em uống trà cũng ngon. Dạ. Người Nui á, người ta thích này lắm nè, nhớ ăn với kem á. Nhưng mà chuối chiên kiểu Thái hồi đó mình cũng có làm. Chuối chiên kiểu Thái các bạn đó không có ép ra. Nó chỉ cắt cắt làm tư rồi cắt đôi đây ha. Chiên xong rồi múc một cục kem á các bạn để lên á, hồi đó mình bán món này đó. Giống như cái món ăn tráng miệng á. Đắt mà thôi, không có thời gian làm luôn. Sao là dẹp luôn, làm không nổi luôn các bạn. Nhiều thứ quá. Ngon quá. Sao em làm ngon dữ? Đó, ngon. Các bạn biết không, Huyền chỉ làm ẩu thôi cho nên là cái hình thức nó chưa có được đẹp lắm ha. Thấy bọng không? Giòn, ngọt, Mà chuối chín nó hơi khó làm, tại vì chuối ở đây nó hơi bở bở, các bạn ép cái nó giống như là nó nát ra hết đó. Nhưng mà nó ngọt kinh khủng luôn. Nó làm hơi khó chút mà ngọt. Ăn no luôn à, ăn trưa nè. Anh Hùng quá đàn ông chứ anh ăn giặt lắm. Tại các bạn biết không, để mình kể cho các bạn nha. Hồi đó mình mới quen anh Hùng á, thì mình thấy đàn ông bên Việt Nam á cứ hở là mình thấy người ta cầm ly rượu uống nha các bạn. Mà không quen anh Hùng á, thấy ổng cầm cây cà rem ổng ăn các bạn, cầm nhìn ổng mắc cười lắm. Đàn ông mà cầm cây cà rem ăn mắc cười. Trời, nóng được phải ăn kem chứ sao. Ngộ. Cầm cây cà rem ăn thấy giống đứt mắc cười. Ở Việt Nam ai mà uống sữa hay là ăn bánh hay là ăn kem rồi người ta thấy hơi lạ ha. Còn ở đây thì quá thường, thích là ăn thôi. Ngon là không phải tuổi tác đâu. Trời ơi ngon quá à. Chắc chung là điều vô cùng đơn giản hả? Dạ chắc mua chuối vô cùng đơn giản luôn các bạn. Không có khó đâu. Trời ơi cơm chiều các bạn, cơm tối. Mới nãy á tụi mình chở Alex đi ra ngoài cái chỗ ngoài này nè, chỗ cái biển nó đóng băng luôn, mình có quay lại cho các bạn xem. Thì clip sau thì sẽ up lên nha. Đã lắm, người ta câu cá rồi đó. Hai người ăn đồ còn mấy cái đồ ở nhà đó ha. Cái này trứng chiên thịt các bạn. Cái này canh bầu với nấm với lại mình chiên cá. Tụi mình ăn cơm đây các bạn ơi. Alex hôm nay ăn Alex ăn mì spaghetti ha. Ngày mai mình sẽ đi kiếm mua chuối chiên á, mình sẽ làm lại các bạn. Ăn ngon quá chừng luôn á. Ăn không có bị ngán tại vì nó không có nông dầu vô á. Ngon. Alex ăn gì vậy? Nói cô chú nghe. Ăn mì với trứng. Ngon lắm. Ok thì bây giờ Alex tạm biệt cô chú tại đây đi. Tạm biệt cô chú. Hẹn cô chú vào những clip sau. Nói nhận. Tạm biệt các bạn nha.